Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn cách kết nối đối với camera toàn cảnh 360 Xiaomi Mi Dum có chất lượng là 720p. Thì phiên bản này là phiên bản 2017 của Xiaomi, được làm từ chất liệu là nhựa ABS cao cấp, có thể hạn chế một cách va đập thấp nhất. Toàn bộ sản phẩm thì bao gồm là một camera, cáp, cốc và một cái ốc lắp đặt camera ở trên tường. Thì camera này mình có thể đặt ở hai vị trí, thứ nhất là vị trí này, thứ hai là mình có thể treo ngược lên, lắp ráp trên tường. Khả năng quay video hỗ trợ là 720. Camera này là camera hồng ngoại, có thể hỗ trợ quay ban đêm và có thể quay được 360. Chuẩn kết nối wifi của camera này là 2.4G, hỗ trợ thẻ nhớ micro SD và ứng dụng hỗ trợ của camera này là Mi Home. Thẻ nhớ thì nó nằm ở phía dưới này, chúng ta xoay lên và gắn thẻ nhớ vào. Ở phía sau còn có loa và nguồn cũng như là nút reset. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách kết nối đối với camera này. Đầu tiên là mình cắm nguồn vào và ấn reset. Thì camera sẽ khởi động và là xoay 360 độ. Thì chúng ta bắt đầu ấn nút reset. Reset lại camera. Rồi, sau khi reset xong, đợi đèn vàng nhấp nháy thì chúng ta bắt đầu kết nối bằng ứng dụng Mi Home. Sau chúng ta thêm thiết bị vào phần camera, thì chúng ta sẽ tìm cái camera giống như hình. Thì camera này không hỗ trợ ban tầng 5G, chúng ta chọn lại wifi khác nha. Nhập password và bấm nét, sau đó quét code nha. Rồi. Quét từ đèn vàng nhấp nháy chuyển sang đèn xanh nhấp nháy, sau đó chúng ta sẽ chờ đèn xanh đứng yên và bấm nét. Đèn xanh đứng yên rồi chúng ta bấm nét. Cái nó thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ vào xem. Rồi mình vào giao diện của ứng dụng nha. Thì đây là giao diện chính của camera. Thì camera này mình có thể thấy được là ngày, giờ. Thì múi giờ này sẽ bị lệch 1 giờ nha. Thì ngoài ra chúng ta còn có thể chọn toàn cảnh của camera, hoặc là chỉnh âm thanh, chất lượng hình ảnh của camera. Ngoài ra còn có thể cho camera xoay bằng cách chuyển động ở dưới phím tắt này. Ngoài ra camera này còn có thể treo tường, mà khi treo tường thì hình ảnh sẽ bị ngược đi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chỉnh ngược lại hình ảnh nha. Mình vào cái phần setting ở đây, sau đó vào device setting và chúng ta kéo xuống phần cuối cùng, hàng đầu tiên của cái phần cuối cùng, và chúng ta chọn cái phần dài nhất và quay lại camera. Thì lúc này hình ảnh sẽ bị ngược đi. Hình ảnh đã bị ngược đi rồi. Ngoài ra thì ở phía sau camera còn có phần loa. Thì phần loa này cũng có thể là nó có thể thu được giọng nói, cũng như là mình có thể nói ra từ điện thoại thông qua cái loa này. Alo, 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 alo. Thì bây giờ mình sẽ kết nối camera này trên hệ điều hành Android. Thì đầu tiên mình sẽ reset lại camera trước.
Hệ điều hành Android thì mình cũng sử dụng ứng dụng Mi Home ha. Thì mình vào ứng dụng và thêm thiết bị. Mình cũng vào camera luôn. Camera. Bấm net. Ở đây password của Wi-Fi. Thì mình sẽ chọn Wi-Fi. Và nhập bát. Tương tự mình cũng quét code luôn ha. Vàng nhấp nháy chuyển sang xanh nhấp nháy. Và đợi xanh đứng yên. Thì sau khi kết nối thành công thì camera này cũng sẽ có giao diện như là iOS. Tuy nhiên thì đối với Android thì ở đây nó phải load đủ 100% thì mới cho phép mình vào truy cập camera. Đây là giao diện của Android, thì so với iOS thì nó có khác một phần là chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần ba chấm này thì nó vào phần thẳng và phần setting luôn. Thì cái phần mà chúng ta điều chỉnh góc ngược lại của camera là cái phần dòng cuối cùng. Và bấm ở phía chữ da này thì camera sẽ tự động ngược lại. Để kết nối với một wifi khác hoặc là khi chúng ta không kết nối được do wifi thì chúng ta cần reset và kết nối lại từ đầu. Thì ở đây có một nút reset ha, mình ấn giữ cho đến khi camera nối như vậy thì đã reset rồi. Thì lúc này từ đèn xanh chuyển sang đèn vàng. Hiện tại thì camera 360 toàn cảnh có chất lượng là 720 thì đã được bán tại chính tài. Địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5.